Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang theo dõi video tại kênh USCom Channel, kênh video chính thức tại USCom. Hiện tại trên tay mình đang cầm là sản phẩm iPhone 6 phiên bản lốc Nhật. Thời gian trở về đây bản lốc xuất hiện khá nhiều và cũng nhiều người quan tâm đến lốc hơn vì nó có giá thấp hơn phiên bản quốc tế và nó cũng có 3 màu đầy đủ để các bạn có thể chọn lựa. Và video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn những thông tin hữu ích về chiếc iPhone 6 lốc này. Đầu tiên phải nói đến nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm trên. Đây đều là máy bán theo dạng hợp đồng của Nhật. Tất cả đều là máy mới 100%, nó cũng giống như cơ bản lock của iPhone 5 hay iPhone 5C thì các bạn cần mua cốt để mở máy. Tuy nhiên, chi phí mua cốt rất cao trong khi bạn có thể sử dụng kèm với SIM ghép và phích hết lỗi là giá thành lại rất thấp. Những chiếc iPhone 6 lock đến từ Nhật thông thường sẽ không có nhiều vì nó theo đơn hàng của nhà mạng Nhật nên mỗi một đợt ở Việt Nam có hàng thì hàng sẽ hết rất nhanh do nhu cầu của người mua dùng khá nhiều giống với iPhone 5 hay iPhone 5C trước đây. Máy nguyên hộp, phụ kiện zin theo máy và máy mới 100%, trong khi mức giá chỉ trên 10 triệu đồng. Đây cũng là một điều khá hấp dẫn với các bạn. Phụ kiện trong hộp iPhone 6 lốc Nhật có sạc cáp, tai nghe zin theo máy và có đi kèm một sách hướng dẫn, một que lấy SIM. Khi dùng phụ kiện zin theo máy, bạn sẽ không phải lo ngại về phụ kiện nữa. Như vậy, nếu bạn không đủ khả năng để mua một chiếc iPhone 6 phiên bản quốc tế, thì iPhone 6 lốc Nhật chính là một sự lựa chọn sáng suốt. Chúng ta vẫn có những trải nghiệm đầy đủ khi dùng kèm với SIM ghép và fix hết lỗi. Khi các bạn mua máy sẽ được kỹ thuật viên bên mình fix hết lỗi, máy nghe gọi bình thường, truy cập 3G ổn định và kiểm tra tài khoản ok. Nhắn tin nghe gọi bình thường không bị lỗi cộng 84 nữa. Việc kích hoạt iMessage hay FaceTime đều bình thường. Như vậy, mình đã gửi đến các bạn những điều cần biết về sản phẩm này. Nếu quan tâm đến sản phẩm này, có thể để lại comment bên dưới, bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào!